khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng chùa quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ. Buổi sáng mùa hè năm 1890, ngày 19 tháng 5, trong căn nhà lá giản dị này đã chào đời một vĩ nhân, một con người góp phần xoay chuyển toàn thế giới. Thuở ấy, mấy ai có thể hình dung được điều đó. Thế nên bây giờ, người xứ Nghệ chỉ còn có thể kể lại những câu chuyện truyền miệng, những câu chuyện có thật về gia đình của vĩ nhân mà trang sử mỏng manh thời Pháp thuộc đã bỏ lỡ. Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bác Hồ của chúng ta, sinh ra và lớn lên nơi mái tranh nghèo mà thanh sạch, đầm ấm do ông bà ngoại dựng cho cha mẹ người tại làng chùa, tên chữ là làng Hoàng Trù. Quê nội Bác ở làng Kim Liên, đóa sen vàng, nơi thung lũng Nam Đàn, địa linh nhân kiệt. Từ đường dòng họ Nguyễn Sinh, tại khuôn viên di tích họ nội Bác Hồ, trang trọng thờ bức truyền thần cụ Nguyễn Sinh Nhậm thuộc thế hệ thứ 10 của dòng họ. Thân sinh Bác là con trai thứ của cụ Nhậm. Bà nội Bác, cụ Hà Thị Hy, người làng Mậu Tài cùng xã, cùng tổng với làng Sen. Bà được học hành và nổi tiếng, nhan sắc, thông minh, tài hoa. Cuối năm 1863, ông bà sinh hạ Nguyễn Sinh Sắc. Năm 3 tuổi, cậu bé Nguyễn Sinh Sắc mồ côi cha. Qua năm sau thì mồ côi cả mẹ. Cậu ở với gia đình anh trưởng Nguyễn Sinh Trợ, anh trai cùng cha khác mẹ suốt tới năm 16 tuổi. Cảnh nhà sa sút, Nguyễn Sinh Sắc không được tới trường. Thường ngày đi chăn trâu, cậu vẫn cột trâu dưới gốc tre gần lớp học thầy đồ Vương Thúc Mậu để nghe giảng. Bạn thầy Mậu là cụ Hoàng Xuân Đường. Mỗi lần qua nhà bạn chơi lại thêm ấn tượng về chú bé Sắc khôi ngô đĩnh đạc. Cụ Hoàng Xuân Đường đón Sắc về nhà nuôi dạy. Chẳng bao lâu, tiếng tăm học giỏi của Nguyễn Sinh Sắc đồn đại khắp vùng. Yêu Sắc như con đẻ, 3 năm sau, cụ Đường vượt qua mọi định kiến về môn đăng hộ đối, tác duyên cho Sắc và con gái đầu Hoàng Thị Loan của mình khi biết đôi trẻ thầm yêu trộm nhớ bấy lâu. Năm 1884, bà Loan sinh người con gái đầu lòng. Cụ Hoàng Đường đặt tên cháu là Thanh, tên chữ là Bạch Liên, bông sen trắng. Năm 1888, gia đình ông bà Sắc thêm con trai cả, đặt tên là Nguyễn Sinh Khiêm. Năm 1890, người con trai thứ hai ra đời, ông ngoại Hoàng Đường đặt tên cháu là Nguyễn Sinh Cung. Ông Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Bác Hồ, là một tấm gương chí khí kiên định và một tấm lòng yêu nước thương dân. Trượt thi hương lần đầu, 3 năm sau miệt mài đèn sách, ông đậu cử nhân. Dân làng định tổ chức lễ ăn mừng thật to chào đón, nhưng vịn cớ chịu tang bố vợ nên ông cử Sắc xin bà con không tổ chức ăn mừng. Bà Hoàng Thị Loan, mẫu thân Bác, xinh đẹp, thông minh, dí dỏm mà lại trầm tĩnh, kín đáo. Hôm ông Sắc đậu cử nhân, bà Loan đang làm đồng. Có người chạy ra báo tin, mời bà về chuẩn bị đón chồng và bà con tới mừng. Bà dí dỏm nói, đậu thì mừng, ông nghè ông cống cũng sống về ăn. Rồi bà cấy cho xong thửa ruộng mới về. Năm sau, ông Sắc không đậu kỳ thi hội. Ông bà đồng thuận gửi bé Thanh ở quê với bà ngoại, đưa hai anh em Khiêm Cung vào Huế sinh sống. Gia đình ông bà đi bộ suốt từ quê nhà tới Huế. Gần nửa tháng trời, ông bà chân đi dép mo cau, vai chịu nặng đôi gánh, một bên con nhỏ, một bên gia tài đơn sơ, vượt núi trèo đèo lội suối giữa mưa rừng gió núi dặm trường thiên lý. Trên đường vào Huế,
qua đèo ngang. Lần đầu tiên Nguyễn Sinh Cung thấy biển và những cánh buồm nâu, cậu đã ứng khẩu thành thơ. Biển là ao lớn, thuyền là con bò, thuyền ăn no gió, lội trên mặt nước. Em nhìn thấy trước, anh nhìn thấy sau, ta lớn mau mau vượt qua ao lớn. Vào Huế, ban đầu ông Sắc ở nhờ nhà bạn, sau mới thuê được một căn nhà nhỏ gần cửa Đông Ba. Ông Sắc học tại trường Quốc Tử Giám, bà Loan dệt vải suốt ngày đêm nuôi cả gia đình. Thế rồi không nỡ nhìn vợ quá vất vả, nên ông Sắc vừa đi học vừa làm thêm việc dạy học cho con nhà khá giả tại Kinh Thành. Những năm tháng vất vả đói cơm ấy, cậu Khiêm và cậu Cung lại được tình cảm ấm áp của cha mẹ bảo bọc. Cất lên từ mái tranh nghèo là đạo lý làm người mà trang sách của cha, câu du của mẹ mở ra những khát vọng lớn lao. Làm trai gánh vác giang sản, mẹ cha đông xuống ở thế gian đông ở khóa thi hội năm 1898, ông Sắc không đỗ. Không còn khoản nhỏ mọn trợ cấp từ trường, ông cử Sắc đem hai con trai tới làng Dương Nỗ, cách Kinh Thành Huế 7 km, để dạy học. Lớp học của ông cử nghệ hay chữ, viết đẹp, học tài thi phận rất đông học trò. 2 năm sau, cha đem Khiêm theo ra Thanh Hóa khi ông làm thư ký trường thi. Rồi hai cha con đi thẳng về Hoàng Trù thăm bà ngoại và bé Thanh. Lúc này bà Hoàng Thị Loan sinh thêm Nguyễn Sinh Nhuận. Bà Lâm bệnh nặng, sữa không đủ cho con, phải cho đi bú nhờ, nên bà gọi con là bé Xin. Cậu Cung lên 10, vừa chăm mẹ ốm, vừa chăm em. Trưa ngày 22 tháng Chạp năm Canh Tý, tức ngày 10 tháng 2 năm 1901, bà Hoàng Thị Loan qua đời ở tuổi 33. Cậu Xin cũng mất theo mẹ. Thi hài bà được bà con Huế táng ở núi Ban trong dãy Ngự Bình. Năm 1922, chị Thanh đã đưa hài cốt mẹ về an táng tại quê nhà. Đến năm 1942, anh Khiêm đưa mẹ lên an nghỉ vĩnh hằng trên núi Động Chanh Đại Huệ, Lộng Gió. Năm 1901 đó, ông Sắc đậu đại khoa phó bảng như một nỗ lực đền ơn vợ hiền khuất sớm. Đậu đạt, nhưng ông không thích làm quan. Vì vậy ông tìm đủ lý do lần nữa để sống ở quê nhà. Ông thường dạy các con đừng lấy phong cách nhà quan làm phong cách nhà mình. Mãi đến 5 năm sau, năm 1906, buộc phải nhận chức thừa biện bộ lễ, ông đặt tên mới cho hai con trai là Tất Đạt, Tất Thành khi ba cha con rời quê vào Huế lần thứ hai. 3 năm sau, năm 1909, gia đình nhỏ ấy lại mỗi người mỗi chốn. Ông Sắc vào làm chi huyện Bình Khê, một huyện miền núi thuộc Bình Định. Cậu Tất Đạt về quê. Tất Thành sau khi tham gia biểu tình chống thuế của đồng bào Huế đã bị thực dân Pháp gây khó khăn, nên bí mật rời Huế đi về phương Nam. Trước khi đi, Nguyễn Tất Thành lên Bình Khê thăm cha. Nước mất, không tìm đường cứu nước mà lại đi tìm cha. Thưa cha, con đã trưởng thành rồi. Con thấy cái cảnh gà què ăn quẩn có say chưa? Dạ. Thưa cha, con đến để từ biệt cha, mong cha đừng nói nặng lời. Con đi đâu? Chừng nào về? Ngày hẹn con chưa biết. Chưa biết bao giờ con mới gặp lại cha. Mẹ con biết được. Cha con mình chia tay, không hẹn ngày gặp lại.
chắc mẹ con khóc. Thưa cha, Tất Thành, con trai của cha. Những năm tháng sau đó, chán ghét cảnh quan trường, ông phó bảng thường chảnh mảng công việc, giao du với những người yêu nước, bênh vực dân nghèo. Những hoạt động yêu nước của ông khiến chính quyền thực dân chú ý. Sau khi rời trốn quan trường, ông đi vào các tỉnh phía Nam, Phan Thiết, Thủ Dầu Một, Sài Gòn, có lúc sang sống tại Campuchia với nghề bốc thuốc dạy học. Những năm tháng cuối đời, ông sống ở Cao Lãnh, Đồng Tháp và mất tại đó vào ngày 27 tháng 10 Kỷ Tỵ 1929 trong vòng tay yêu thương kính phục của nhân dân. Phần mộ của ông được táng trong vườn chùa Hòa An. Tìm lại hồ sơ theo dõi của mật thám Pháp lưu tại tòa khâm sứ Trung Kỳ, chúng ta thấy bản hồ sơ của bà Nguyễn Thị Thanh và ông Nguyễn Tất Đạt. Hai anh chị bác đều sớm tham gia hoạt động yêu nước trong tổ chức của Phan Bội Châu, đội quyên, ấm võ, bị địch bắt giam, đầy ải nhiều lần. Ra tù, hai người làm nghề dạy học bốc thuốc trị bệnh. Cách mạng tháng 8 thành công, anh chị bác trở về, sống tại quê hương, tích cực tham gia các hoạt động của Liên Khu. Chuyện kể rằng, thuở nhỏ, cậu bé Cung sau khi học bài với cha xong, thường lên đỉnh núi Trung để ngắm nhìn khắp làng mạc Kim Liên. Núi Trung, cao chừng 50 mét, có ba đỉnh chính, La Sơn Phu Tử đã để lại câu nói nổi tiếng như một lời sống truyền. Trung Sơn Tam Đỉnh, hình vương tự, kế thế anh hùng vượng từ tôn. Nghĩa là, núi Trung ba đỉnh hình chữ vương, con cháu đời nối đời thịnh vượng. Xa xa, dưới chân núi Trung, có ngôi nhà ông phó bảng ở làng Sen, là nơi thường diễn ra các cuộc gặp gỡ đàm đạo thơ văn thời cuộc của các bậc chí sĩ lớn, các nhà tư tưởng Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, những người bạn mật thiết của cha. Nguyễn Tất Thành thường được thân sinh cho phép tiếp nước cho các cụ. Từ đỉnh núi Trung, thuở ấu thơ phóng tầm mắt khắp miền quê, chôn nhau cắt rốn, Nguyễn Tất Thành đã đi ra thế giới bằng trái tim tha thiết yêu thương con người theo cách riêng, độc lập với những bậc cha anh mình. Từ Nguyễn Sinh Cung trở thành Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh, người tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp năm 1920, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, người khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Người sáng lập lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam mà nhân dân Việt Nam yêu thương gọi họ tha thiết là Bộ đội Cụ Hồ. Người thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất là chiến sĩ kiên cường của quốc tế cộng sản, của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Thường đi trước, đi trong hoặc song hành, chứ không bao giờ đi sau các sự kiện trên thế giới. Hồ Chí Minh là một trong những nhân vật tiêu biểu trong lịch sử nhân loại, đã tác động mãnh liệt vào tiến trình phát triển văn hóa, lịch sử thế giới. Sự nghiệp của người là cái nền văn hóa mà trên đấy biểu đạt những giá trị toàn cầu, những khát vọng của các dân tộc khác nhau nhưng thống nhất trong những giá trị chung tốt đẹp nhất mà toàn thể nhân loại và các dân tộc trên thế giới khát khao vươn tới. Giá trị cuộc đời Hồ Chí Minh là một tài sản tinh thần quý báu cho dân tộc Việt Nam và rộng hơn nữa cho nhân dân lao động trên toàn thế giới. Hồ Chí Minh sống trong mỗi nhịp đập của đất nước vì sự nghiệp của người, tư tưởng của người vẫn đồng hành cùng dân tộc. Hồ Chí Minh là một phần phát triển của lịch sử Việt Nam thời hiện đại và cũng là một phần trong lịch sử tiến hóa xã hội loài người từ thế kỷ 20 trở đi.
người đã bước vào đội ngũ vĩ nhân, những con người của thời cuộc, những con người còn mãi với thời gian. Bác Hồ của mọi thế hệ, mong manh áo vải hồn muôn trượng. Bồi hồi sao, những hình ảnh quá đỗi giản dị đời thường của bậc vĩ nhân. Ta hiểu vì sao, bằng sự tự cảm từ con tim mỗi người, Hồ Chí Minh đã đi vào đời sống tâm linh của nhân dân. Tình cảm thiêng liêng của người Việt Nam cũng như bà con hai dòng họ nội ngoại Bác Hồ đều tâm tư sớm có một ngôi đền theo phong tục cổ truyền sẽ là chốn thờ phụng, nơi sum họp hai bậc sinh thành và anh chị em ruột Bác, những con người có công lao to lớn với đất nước quê hương. Thì như thế rõ ràng gia đình Bác là không, kể cả anh, cả chị và Bác đều là không ai có gia đình cả. Mà bây giờ những người đó chưa có bàn thờ, đấy, tức là ông Cả Khiêm và Lê Văn Thanh là chưa biệt thờ chỗ nào cả, kể cả cụ Phó Bàng. Thì có cái nhà này chỉ là cái giấy, có cái nhà của cụ Phó Bàng đó, nhưng mà đó là di tích, người ta cũng đến bây giờ thờ trên một cái chỗ mà đơn sơ như thế mà thì không đành lòng. Thế cho nên làm cái đền đó là hoàn toàn phù hợp với đạo lý uống nước nhớ nguồn. Lòng dân mong mỏi là vậy, nhưng để khao khát trở thành hiện thực, cần có ý chí của người đứng đầu dám quyết, dám làm và chịu trách nhiệm. Được sự chấp thuận của Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đảng bộ và nhân dân Nghệ An đã chung sức đồng lòng lập ngôi đền thờ các cụ thân sinh và anh chị em ruột của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Núi Trung, đất thắng địa tự hào của vùng Kim Liên, Nam Đàn. Ban quản lý xây dựng đền đã có một quyết định đúng đắn, nhân văn khi không di dời những ngôi mộ lâu đời của gia đình bà con trên phần đất thuộc khu di tích Núi Trung, coi đó là hàng xóm với gia đình Bác. Bởi lẽ lúc sinh thời, gia đình cụ Phó Bàng Nguyễn Sinh Sát, Bác Hồ của chúng ta vốn đã chọn lẽ sống, hy sinh tình nhà vì việc nước. Tôi rất là hạnh phúc và đầy cảm xúc khi được đảm trách cái nhiệm vụ là xây dựng đền thờ gia tiên Hồ Chủ tịch tại Núi Trung. Trong mỗi con người chúng tôi rất rõ cái cảm xúc là làm thế nào đó mình phải truyền tải được cái hồn dân tộc vào cái ngôi đền này thông qua từng cái họa tiết, kể cả nội thất và ngoại thất, thể hiện được cái sự mong mỏi của người dân Việt Nam cũng như là người dân xứ Nghệ và dòng họ. Khi đời thường, cuộc sống, gia đình của người rất hiếm hoi có một bữa cơm đầy đủ. Và chốn tâm linh này phải thể hiện được điều đấy. Tổng diện tích trên 83 hecta, đa dạng sinh thái cảnh quan, với tâm điểm là đền Trung Sơn. Khu di tích sinh thái lịch sử văn hóa Núi Trung được thiết kế đậm hồn quê xứ Nghệ mà vẫn hiện đại, hấp dẫn và kết nối với tinh hoa các vùng miền trong nước. Một dòng sông sen bay bổng, thanh tao, quy tụ các giống loài sen quý khắp quê hương Việt Nam. Cong cong mái cầu cổ xưa, nhà dệt vải chuốt tơ từ ngó sen độc đáo, các sản phẩm ẩm thực từ sen và gạo đỏ huyết rồng chân quý. Những cánh đồng organic phục hồi và bảo tồn nhiều loại giống lúa đặc biệt hiếm có. Những vạt rừng trồng dược liệu Việt kỳ vọng vực dậy một vùng kinh tế dưới tán rừng miền Trung. Đền Trung Sơn được tổ chức khánh thành trang trọng vào sáng ngày 16 tháng 5 năm 2020. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước cùng tỉnh nhà, quê hương Bác dâng hương tưởng niệm hai cụ thân sinh
anh chị em ruột và Chủ tịch Hồ Chí Minh trên miền quê niên thiếu của người. Đây là một sự kiện hết sức có ý nghĩa trong không khí tưng bừng phấn khởi, tự hào cả nước ta trang trọng tổ chức kỷ niệm 45 năm đất nước thống nhất, 75 năm ngày thành lập nước, 90 năm thành lập đảng. Một nghĩa cử đầy tình nhân ái và nét đẹp, truyền thống uống nước nhớ nguồn của đất nước Việt Nam nói chung và quê hương Nghệ An nói riêng. Thời gian tới, tôi đề nghị tỉnh ủy, Ủy ban nhân tỉnh Nghệ An và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á sớm hoàn thành đề án để nơi đây sớm trở thành điểm đến khởi nguồn cho hành trình về thăm quê Bác của nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế. Lời Bác năm xưa khi phát động Tết trồng cây vẫn giản dị, xúc tích dễ hiểu như bao lần. Đất nước ta, phong cảnh sẽ ngày càng tươi đẹp hơn, khí hậu điều hòa hơn, cây gỗ đầy đủ hơn. Điều đó sẽ góp phần quan trọng vào việc cải thiện đời sống của nhân dân. Nhớ Bác, mỗi người đến dự buổi lễ đã tham gia lễ trồng cây, mỗi người một cây dồi, để mai này cánh rừng dồi xanh mát cho hạt vàng bội thu, rì rào kể câu chuyện đẹp bên núi Trung, lộng gió Đại Ngàn. Là cái công trình càng thêm phần đặc biệt ý nghĩa khi mà nó được hoàn thành đúng vào cái dịp chúng ta kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là cái tấm lòng thành kính mà chúng ta dâng lên người. Và đặc biệt đối với Nghệ An thì như là một động lực thôi thúc đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong toàn tỉnh cố gắng phấn đấu đoàn kết thống nhất để vượt qua khó khăn năm 2020 do cái đại dịch Covid tác động và ảnh hưởng. Tiến tới thực hiện thắng lợi cái mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn tỉnh lần thứ 19 và hướng tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Sớm phấn đấu và thực hiện tốt những cái tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Bác Hồ kính yêu đối với quê hương Nghệ An, và sớm đưa Nghệ An trở thành một cái tỉnh khá như sinh thời người hàng mong muốn. Tôi chỉ có một ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Riêng phần tôi thì làm một cái nhà nho nhỏ, nơi có non xanh nước biếc để câu cá, trồng rau, sớm chiều làm bạn với các cụ già hái củi, em trẻ chăn trâu, không dính líu gì với vòng danh lợi. Bác Hồ đã về giữa non xanh nước biếc sông Lam, núi Hồng, giữa làng sen, làng chùa, bên ông bà nội ngoại, với người cha kính yêu và người mẹ hiền thục, bên chị Thanh, anh Khiêm và bà con chòm xóm ân tình. Ngôi đền thờ phụng gia tiên bậc thánh nhân góp thêm một búp sen vàng nở từ muôn triệu trái tim người xứ Nghệ, người Việt Nam và bạn bè thế giới mãi mãi yêu kính, nhớ ơn người.